Ina-san konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Hôm nay khi đi mua đồ ấy thì mình có bị hớ một chút. Là mình nghe cái lời cô bán hàng nói là cái sản phẩm này mua là rẻ lắm, hời lắm. Thế mình mua về nhưng mà về hóa ra là mình mua bị hớ. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cụm từ để thể hiện cái nghĩa là mình bị lừa một cú, bị lừa một phố, bị người ta lừa một cái chót lọt. Đó là Ippai kuwasareru. Cái cụm từ này thì nó sẽ bằng với sắc thái là Mamma to damasareru, tức là bị lừa một cái chót lọt, lừa cái ngon ơ luôn. Nếu như mà mới nhìn về cái mặt hiragana thì có thể các bạn sẽ nghĩ là ô, ippai là đầy đúng không? Bị bắt cho ăn no nê. Thế nhưng mà không phải nha. Cái từ ippai này của chúng ta viết bằng kanji là như thế này: kuwasareru. Bây giờ mình sẽ phân tích một chút này. Cái phần này chúng ta sẽ rất là dễ bị nhầm. Cái động từ ku của chúng ta là với nghĩa là ăn đúng không? Và ở đây ấy, nó được chuyển thành cái dạng là bị động sai khiến, kuwasareru. Với cái phần chuyển về cái dạng bị động sai khiến này thì mình đảm bảo rằng là có rất nhiều bạn vẫn còn rất là ai mai về nó. Chúng ta còn nhớ quy tắc này không ạ? Khi mà chúng ta chuyển về cái dạng bị động sai khiến ấy thì có một cái nhóm, đó là động từ nhóm 1 ấy, thì chúng ta có thể nói tắt được. Ví dụ như là với cái động từ kau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển bị động sai khiến thành là kawaseraderu. Mọi người nhớ không ạ? Kawaseraderu. Nhưng mà cái đuôi seraderu đấy thì với cái động từ nhóm 1 thì các bạn có thể nói tắt thành sareru. Thế nên chúng ta sẽ nói là kawasareru. Vậy nên trong cái trường hợp lúc nãy là kuwasareru, bị cho ăn một cú nào đó đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ôn một số cái động từ nha. Ví dụ nhóm 1 này, hataraku chuyển thành là sai khiến đi. Hatarakaseru, bị động sai khiến. Hatarakaseraderu, đúng không? Thì nó dài quá, bây giờ nói tắt thành hatarakasareru. Hoặc tiếp theo nha, kaeru, kaerasereru, cho về, bắt về này. Hoặc là bị bắt về này, hoặc là bị cho về này. Kaerasereru, thì bây giờ nói tắt thành kaerasareru. Riêng có một cái động từ duy nhất là cái động từ hanasu ở trong cái nhóm 1 này á, thì chúng ta sẽ chuyển như sau: hanasaseru, đúng không ạ? Hanasu chuyển thành là hanasaseru. Và khi chuyển thành bị động sai khiến thì chúng ta sẽ chuyển thành là hanasasereru. Nhưng mà các bạn không thể nói tắt thành là hanasasareru được. Nhớ là với cái động từ này thì chúng ta không thể chuyển đổi nói tắt được. Còn với những cái động từ khác của nhóm 1 thì các bạn có thể nói tắt như thế này được. Nhớ quy tắc này nha. Vậy thì quay trở lại với cụm từ của chúng ta, ippai kuwasareru, bị động sai khiến đúng không ạ? Tức là mình bị cho ăn một vố, bị người ta lừa cho một cú nào đó. Ví dụ như thế này, mình không nghĩ là lại bị cái anh ấy lừa cho một cú như vậy, thế là mình rất là sốc chẳng hạn. Ano hito ni ippai kuwasareru to wa omotte nakatta no de shoku. Hoặc ví dụ bối cảnh như thế này, anh xem hộ tôi cái đồ này là đồ giả hay đồ thật đấy? Sore nisemono da yo, đồ giả đấy. Shimatta, chết rồi, tôi bị hắn cho một cú rồi. Ippai kuwasarechatta, tôi bị người bán hàng người ta nói là mua cái này hời lắm, rẻ lắm. Otoku desu yo te iwarete, thế là tôi lỡ tôi mua mất. Hả? Thì chúng ta đã biết về cái cụm từ ippai kuwasareru bằng với sắc thái là damasareru, hoặc là có thể thêm cái phó từ là mamma to damasareru, bị lừa một cách rất là chót lọt, bị chơi cho một vố, bị lừa cho một vố. Và qua đây thì chúng ta ôn lại cái cách sử dụng có liên quan đến bị động sai khiến đúng không ạ? Bị bắt làm cái gì đó. Ví dụ như là tôi bị bố bắt đi đến gặp bác sĩ nha khoa chẳng hạn. Chúng ta có thể nói tắt là ikasareta ne, ikasareta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.